Xin chào các bạn đã quay trở lại với Anh Dũng Vision. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục nói về vấn đề tình huống, các cái tình huống mà chiến sự Ukraine sẽ diễn ra, tức là bên nào thắng, bên nào thua, hay là dừng chiến trận, hay là phản công thắng lợi, hay là bên Nga tấn công thắng lợi, hay là coi như là cứ ghim chân nhau, coi như là tiêu hao hết tháng này qua tháng khác. Thì chúng ta trước hết thì chúng ta xem các cái tình hình mà xung đột ở các cái điểm nóng, thì cũng như hôm qua, tức là cái vùng Kuryansk và Crimea thì vẫn cứ đánh qua đánh lại như vậy, và người ta có tưởng tượng rằng là có thể sau này là cái lãnh thổ của Ukraine và cái vùng mà Nga sáp nhập nó sẽ lồi lõm, tức là nó giống như con nhím, tức là bên này thọc vào một tí, bên kia thì thụt vào một tí, thì cứ đại khái nó cứ zigzag, nó giống như con nhím. Thì nếu mà chấp nhận như vậy thì chiến có khi cũng thôi tạm ổn, nhưng mà khả năng đấy rất là khó xảy ra, bởi vì Nga thì muốn là phải hoàn thành các cái mục tiêu của mình, ít nhất là phải lấy lại toàn bộ cái bốn cái vùng đất mà đã tuyên bố sáp nhập. Chứ bây giờ ông sáp nhập rồi mà ông lại cuối cùng ông lại để mất thì coi như lời nói của ông nó vô nghĩa. Ngược lại thì Ukraine thì cũng tự nhiên mà đánh để giành lại đất, mà tự nhiên là không giành nữa, xong rồi lại lui, cũng không được, nó cũng khó nghe. Đấy, nhưng mà trong các cái báo cáo mà của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 29 tháng 3 thì cũng có chấp nhận là coi như là cái tình hình bận mút đang rất là khó khăn, cũng đang tấn công một số điểm nhỏ kia trong thành phố trung tâm, nhưng mà cũng là giao tranh từng con phố, từng ngôi nhà một, mà nói chung trong cái tình thế là bất lợi, bởi vì là vòng ngoài là quân Wagner đã bao vây hết, chỉ có một hai con đường đi vào thành phố, quốc lộ thì đã bị các cái hỏa lực của Nga kiểm soát hết rồi, đi ra vào thì anh phải tiêu diệt các cái hỏa lực này, tức là cái lợi thế kiểm soát của nước thuộc về Nga. Nhưng mà trong khi đó thì ông Sirky, gọi là ông chỉ huy lực lượng mặt đất ấy, là lục quân của Ukraine, thì có gặp ở phía tây của Chasovia, cũng có nói rằng là sẽ phản công, chờ đợi phản công khi mà thời tiết tốt lên, cũng như là các cái máy bay xe tăng của phương Tây về tới nơi. Thì hiện nay là quân lính xung quanh đây là tuy nói 80.000 người đây, nhưng mà có thể nói rằng là cũng tiêu hao hàng ngày. Cứ một tuần là khoảng 1.000 em, một ngày là khoảng 150 đến 200, mà ngày nào cũng thất thoát như vậy hết. Rồi tình hình thương binh liệt sĩ ở trong Bắc Mút để đem ra cũng rất là khó khăn, bởi vì anh vào được thì anh mới ra được, cho nên nó rất là khó. Thì hiện nay ở Bắc Mút trong 4 tuần liên tiếp của tháng đầu tháng 3, nói chung trong tháng 3 này thì còn có khoảng 70 vụ trong 7 ngày thôi, tức là một ngày khoảng 10 vụ là xung đột, mà trong khi đó trước đây thì con số này gấp 5 lần. Thành phố Bát Nút là các thị trấn xung quanh của khu công nghiệp phía đông Donetsk, nên là một trong những cái tâm điểm tấn công của phần lớn trong các chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, cho nên không bên nào kiểm soát hoàn toàn và bên nào cũng chịu những cái tổn thất rất là nặng nề. Thì hôm 29 tháng 3 thì bên Ukraine đã pháo kích vào một cái nhà ga được chắc và một cái nhà máy điện ở thành phố Melitopol nó thuộc Zaporizhia, thì làm cho cái thành phố này bị mất điện. Đây là cái thành phố mà Nga đang kiểm soát. Thì trên các cái hình ảnh trên mạng xã hội thì người ta thấy bầu trời ở đây là tối thui sau một vụ nổ đỏ rực. Còn ở miền Nam Ukraine thì ông Tổng giám đốc cơ quan năng lượng quốc tế IAEA là cho biết là ông gác lại cái kế hoạch thiết lập các cái khu vực an ninh xung quanh nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu là ở Zaporizhia, để có thể đề xuất các biện pháp bảo vệ cụ thể mà có thể cả Moscow và Kiev có thể chấp nhận được. Thì rõ ràng là hoạt động quân sự ở đây nó gia tăng trong toàn bộ khu vực này, cho nên không thể bảo vệ nhà máy được. Và ông cũng đang nói rằng cố gắng để mà đề xuất các biện pháp thực tế nhất mà các bên đều có thể chấp nhận được. Chứ nếu mà nhà máy điện hạt nhân này mà bị phá hủy thì có thể nói là gây toàn bộ khu vực miền Đông và miền Trung của Ukraine cũng như là các nước lân cận là đều bị ảnh hưởng hết, đặc biệt là Belarus và bán đảo Crimea. Thì nhà máy điện Zaporizhia, như chúng ta biết là quân đội Nga đã kiểm soát trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột, sau khi chiếm Kherson là bắt đầu chiếm luôn cái nhà máy điện hạt nhân này và cũng cố gắng là giảm cái giao tranh và pháo kích xung quanh nhà máy, nhưng mà khi mà Nga chiếm được thì Ukraine lại pháo kích vào,
Đấy, có một lần pháo kích vào phía trong, còn xung quanh thì pháo kích rất nhiều lần. Cho nên là hiện nay cho cái nhà máy hạt nhân này đừng có bị nổ tung lên là một cái rất là khó khăn. Bởi vì đây nó cũng là một trong những cái lợi thế trong cái cuộc tấn công lẫn nhau. Thì cái xung đột tại đây thì là khiến rất nhiều người là bị thiệt mạng và hàng triệu người khác phải sơ tán, bởi vì ở gần khu vực này cũng rất là nguy hiểm. Ngoài cái chỗ bắn nút ra thì chúng ta biết là còn cái thành phố ở Adipka, thì Adipka hiện nay là cũng rất là căng thẳng. Adipka có thể nói là một trong những cái pháo đài nó cũng tương đương với bắn nút. Tuy nhiên là bắn nút hiện nay đang tập trung rất nhiều quân và cũng như là đang bị bao vây tứ phía rồi, cho nên là Adipka trở nên nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà thực tế Adipka sẽ là điểm nóng thứ hai sau bắt bút. Nhưng nếu bắt bút mà thất bại thì Adipka này cũng là bị cuốn theo chiều gió thôi, bởi vì Adipka cũng đã bị bao vây hết rồi. Đấy, mà đặc biệt là Adipka này nó gần cách trung tâm hỏa lực của Nga hơn là bắt bút. Tại bắt bút là nhiều khi còn chi viện lên phía trên là Kremlina. Đấy, chính vì thế cho nên là Adipka này rất là nguy hiểm, vì phía nam là cái thành phố Vuhleda thì coi như bị Nga hỏa táng hôm chủ nhật vừa rồi. Hôm thứ bảy, tối thứ bảy chủ nhật vừa rồi là coi như là sau một đêm là cái thành phố tan hoang luôn. Cho nên là Adipka là bây giờ giống như là tức là cũng nằm trên thớt rồi, cả nằm trên thớt rồi, rất là nguy hiểm. Thì hiện nay là người ta nói rằng là Ukraine sẽ có ba cái lựa chọn, thế là một là coi như là có thể nói cái lựa chọn không ai nghĩ đến là coi như là dừng tất cả các cuộc chiến đấu, cả trên bộ, cả trên không. Thì tất nhiên nếu mà dừng có nghĩa là sẽ dẫn đến thất bại, vì bên đối phương là người ta tấn công, đứng ngang người ta tấn công. Cái lựa chọn thứ hai đó là Ukraine giao tranh một cách hạn chế, tức là giữ các cái lãnh thổ mà người ta đang kiểm soát, và đồng thời là coi như là cứ nhì nhằng rồi, đánh mà ghim nhau tại chỗ, tiêu hao với nhau tại chỗ, chứ không có cung tiến mà cũng không có lui. Thì cái điều này là sẽ khiến cho Moscow tiếp tục nỗ lực theo đuổi một chiến thắng hoàn toàn. Cho nên hai cái lựa chọn này có khi Nga, Ukraine sẽ không lựa chọn. Và một cái lựa chọn thứ ba là Ukraine có thể phát động một cuộc tổng phản công và liên tiếp với nhiều mục tiêu khác nhau. Đấy, thì là buộc cho Tổng thống Putin phải ngồi vào bàn đàm phán và chấp nhận một số cái thỏa hiệp và tạo ra các cái tình huống quân sự khác để có lợi cho Ukraine, và để cho Ukraine cũng như là các đối tác phương Tây có thể đóng băng cuộc xung đột một cách hiệu quả nhất. Thì cái tình huống này thì Nga thì không thể chấp nhận được rồi. Cho nên hiện nay thì Ukraine vẫn quyết tâm giữ vững các phòng tuyến tại Bakhmut, nơi chứng kiến các cái cuộc giao tranh rất là ác liệt. Mặc dù có nhiều người ta cho rằng thành phố này ít có vai trò về chiến lược hoặc là chiến thuật, nhưng mà những người Ukraine ở địa phương và các tướng lĩnh cao cấp của Zelensky thì lại cho rằng là Ukraine phải tiếp tục đổ thêm binh sĩ và vũ khí cho cuộc giao tranh tại Bakhmut, và một phần là dành cho cuộc tổng phản công lớn. Bởi vì không phải nếu mà hút hết vào Bakhmut này không, tức là Ukraine cũng đang muốn là Nga hút hết vào đây rồi để mà tổng phản công chỗ khác, thì bây giờ Nga thì thực tế cũng đang muốn Ukraine cũng hút hết vào đây rồi để mà đánh chỗ khác. Thế cho nên là cả hai bên đều lợi dụng lẫn nhau như vậy. Nhưng mà bây giờ thì thế chủ động nó thuộc về Nga, còn thế của Ukraine là thế là sẽ phòng thủ và tổng phản công thôi, chờ thời phòng phản công thôi. Mà chúng ta biết là còn thời tiết hiện nay vẫn đang chưa thuận lợi. Đấy, mặt khác là các cái thiết bị hạng nặng của Ukraine về thì coi như là của nước ngoài về thì chưa đến nơi, mà còn có về nhưng mà có ít, thì chưa thể phân bổ hết, dồn hết về Bakhmut được. Đấy, vì là ý đồ của Ukraine là muốn tấn công một số chỗ khác, không phải chỉ là chỗ này đâu, Zaporizhia cũng như là Kherson với Crimea. Còn cái trên này thì là không chưa chắc, mà bởi vì là đã ghiêng nhau hết ở Vuhleda, Adipka cũng như Bakhmut rồi, tốn quá nhiều nhân tài vật lực ở đây rồi. Bây giờ chủ yếu là đánh vào phía nam, hai tỉnh phía nam của bốn tỉnh sáp nhập cộng với Crimea là lấy lại khu vực đấy, phía nam và đông nam là ok rồi, chứ còn hai tỉnh phía đông của Luhansk và Donetsk này thì nó khó hơn. Rồi tất nhiên Ukraine cũng đang nghe bên phía bắc là chỗ Kharkov, là chỗ Belgorod của Nga đấy, là phía trên của Kuryansk đấy, thì cũng có những nghi binh. Nhưng mà cái nghi binh này có thể nói lực lượng đối phương người ta cũng hiểu, người ta cũng biết đấy, cho nên là cũng khó anh phản công bất ngờ đấy được. Thì như chúng ta biết là cái xung đột nổ ra như thế này thì Mỹ đã cam kết hỗ trợ là 30 tỷ đô cho Ukraine, và các nước phương Tây khác thì hứa hẹn là sẽ cung cấp thêm 20 tỷ đô.
Nhưng các quan chức của Ukraine người ta nói rằng là phải cần thêm nữa, nhiều nữa, chứ chuyện đấy vẫn chưa đủ. Mà phải khí tài phải hiện đại cơ, trong đó các xe tăng chiến đấu chủ lực và các máy bay thì hiện nay cũng bắt đầu đã về rồi. Xe tăng thì về tương đối nhiều rồi. Đấy, còn các loại vũ khí vẫn tiếp tục, trong đó cũng có chống tăng Javelin, rồi Stinger, rồi pháo phản lực cơ động cao HIMARS, rồi lựu pháo M777. Rất là nhiều thì hiện nay đang tập trung về, nhưng mà chưa tổng phản công được. Mà có thể nói là nếu mà đánh anh tổng phản công người ta mà coi như anh cứ báo trước như thế thì không có cái tính bất ngờ. Mà không có tính bất ngờ thì cái độ mà thắng lợi của chiến dịch nó rất là thấp. Có thể nói là gần như là những người dân bình thường của Ukraine cũng như Nga, thậm chí cả thế giới, như chúng ta đây biết là chuẩn bị tổng phản công, rồi tổng phản công ở đâu, rồi lực lượng ở đấy là bao nhiêu, vân vân, thì đánh nhau như thế thì thua là không chuẩn tí nào hết, mà cái khả năng mà thất bại sẽ rất là cao. Khi mà bây giờ là hôm qua là một cái kho đạn ở phía tây của Bakhmut là bị Nga đánh trúng rồi. Đấy, thì chúng ta đã phân tích nếu mà anh mà không có đạn là cũng chịu rồi, cứ đánh nhau mà coi như đạn với các vũ khí mà nó bị tức là vô hiệu hóa thì coi như anh có đông người đến mấy cũng là vô nghĩa. Anh 100.000 trên 1.000.000 quân mà không có vũ khí, không có đạn dược thì cũng chịu. Đấy, cho nên cái chỗ này là Ukraine là phải thấy được, tức là anh phải bí mật hoàn toàn trong các cái sự vận chuyển về vũ khí đạn dược, rồi anh phải bí mật hoàn toàn về các kho tàng, rồi anh bí mật hoàn toàn về cái thời điểm phản công, rồi nơi phản công, bởi vì anh phản công thì anh phải hậu cần, nó phải đi trước, anh trinh sát xong rồi bắt đầu rồi đến hậu cần quân y, rồi những là ăn rồi uống rồi đạn dược, tức là đủ thứ quân trang quân dụng rồi vũ khí đạn dược anh phải có kho tàng hết, anh phải lo trước. Thế mà bây giờ anh cứ đặt tới đâu là nó bùng tới đấy, đặt tới đâu là bùng tới đấy thì làm gì mà có thể phản công được. Đấy, cái đấy là cái rất rõ. Bây giờ chúng ta nói qua cái vấn đề mà Trung Quốc vừa rồi đi thăm Nga đấy, thì người ta nói là không biết là hai ông đã bàn tính cái gì. Đấy, mà có một điều chắc chắn là Mỹ và các nước phương Tây rất là sợ là Trung Quốc và Nga bắt tay nhau và thay đổi cuộc chiến. Có thể nói thì miệng thì nói hòa bình ấy. Trung Quốc thì nói qua thì coi như sứ giả của hòa bình, nhưng mà bây giờ đưa ra cái gọi là cái kế hoạch hòa bình thì phương Tây và Mỹ là bác liền, nói là cái này là thiên vị cho Nga. Mà thiên vị gì đó, người ta bảo bây giờ tất cả ngừng bắn thì bây giờ bảo không, tôi là chuẩn bị đánh lớn nhưng mà lại bảo tôi ngừng bắn thì hóa ra là coi như là giải, hóa ra là coi như là để mà đỡ cho Nga. Thế đang chuẩn bị, Nga đang chuẩn bị tấn công, đang bị chúng tôi ép thì bảo là thôi ngừng bắn. Đấy, cho nên là thế, bây giờ Trung Quốc có đưa ra thì ông cũng không nghe thì thôi, mà tôi cũng đã làm hết trách nhiệm rồi, là một nước lớn là tôi đứng giữa, tôi nói là tôi hai bên là đừng đánh nhau nữa. Thế bây giờ là cũng tôi nói như vậy thì cũng bảo là tôi thiên vị thì thôi không nữa. Thế còn cái sau đó thì tất nhiên là chúng ta biết là có những cái ưu tiên về đầu tư, về chiến lược, về hợp tác chiến lược giữa hai nước, trong đó có thể nói là hạ bệ Mỹ trong cái vấn đề là thế giới đơn cực. Bây giờ là trước sau thì Trung Quốc cũng bị Mỹ và các nước châu Âu là phong tỏa, là cấm vận, là trừng phạt thôi. Cái đấy là thấy rõ rồi. Bởi vì nếu mà anh cứ không ủng hộ ông Nga này, ông cũng bị thôi, trước sau cũng bị. Bởi vì là muốn thống nhất Đài Loan. Mà cái thống nhất Đài Loan và Đài Loan nó còn hơn cả như Ukraine này. Nó chỉ khác cái là nó không đất, núi liền núi, sông liền sông thôi. Nó chỉ qua cái eo biển Đài Loan thôi. Đấy, nhưng mà kiểu gì thì là Trung Quốc cũng phải lấy lại, chứ phải là sợ Mỹ mà lại không lấy lại Đài Loan. Hoặc là sợ châu Âu mà không lấy lại Đài Loan là cái điều không có. Điều đó là chắc chắn xảy ra theo kiểu gì thôi và lúc nào. Đấy, lúc nào thì có thể nói, tôi nghĩ cũng là trong năm nay. Bởi vì trước đây là còn đại hội đảng, bầu tổng bí thư, rồi quốc hội họp, rồi bầu ra chủ tịch nước. Nhưng bây giờ là hai chức danh đấy là yên vị rồi. Tức là ông ít nhất ông 5 năm nữa. Thì bây giờ ông làm còn lúc nào nữa. Sắp bầu cử, sắp bầu bán thì ông im. Nhưng bây giờ mà đã bầu xong rồi thì chiến thôi. Đấy, cho nên nó sẽ trong năm nay. Mặt khác nữa thì chiến là chiến lúc nào thì đương nhiên là không phải lúc này. Là cái hậu Covid nó quá nặng đối với thế giới cũng như đối với Trung Quốc. Đấy, về kinh tế gần như là đang mới là coi như là đang thoát khỏi cái gọi là cái tăng trưởng âm, hoặc là dừng lại, hoặc là tăng trưởng mà cầm chừng, thì bây giờ bắt đầu với rục rịch là tăng trưởng lên. Bây giờ cộng thêm một cái là toàn cầu nữa là vấn đề xung đột Nga Ukraine làm cho cả thế giới bây giờ là đều ảnh hưởng hết, từ thị trường tài chính cho đến
kinh tế, ngũ cốc, lương thực cho đến tất cả các loại bàn giao, thậm chí bay bay đi đường nào cũng không biết, cũng được bay ngang qua Nga nó rộng như thế mà bây giờ bay một cái, nhưng mà bay thay vì từ đây đến đây có một cây 1.000 cây thì bây giờ ông phải bay vòng là 1.500 thì coi như đã thấy là thấy thua rồi. Rồi dầu là bây giờ tự nhiên là không có dầu, không có khí nữa, là bây giờ thế giới là nháo nhào đi mua giá cao, giá cao thì bắt đầu là tới cái gì nó cũng cao. Như Việt Nam biết rồi, cứ dầu xăng dầu lên là cái gì nó cũng lên hết, thì bây giờ các nước châu Âu là người ta cũng bị như vậy rồi, lạm phát lên rồi thất nghiệp tăng đủ thứ trên đời. Rồi bây giờ tiết kiệm được bao nhiêu bây giờ là phải giúp cho ông Ukraine này theo giống như là đồng minh với nhau, thằng ông này chừng này thì tôi cũng phải chừng đấy, ông kia cũng phải chừng đó, là theo cái tỷ lệ của cái GDP quốc gia đó. Đấy, rồi bắt đầu là mỗi ông được phát thêm là 1 triệu, ông coi như là ông Ukraine ăn theo là ăn bám này, tị nạn này, ông kia 500.000, ông kia 200.000, ông kia là 1.500.000 thì làm sao mà phát triển được. Thế thì Trung Quốc là bây giờ đang nằm trong cái ngữ cảnh là coi như là thu hồi Đài Loan như vừa rồi là không được, nhưng bây giờ là có thể được rồi, bởi vì cái cuộc chiến Nga và Ukraine này có thể đang đi đến hồi kết rồi. Nên mọi người thì cứ tuyên bố là 2 năm, 5 năm, 3 năm lâu dài nọ kia, chỉ cũng là nói để cho là thi ga nhau thôi. Bây giờ ông muốn đánh nhanh thì tôi muốn đánh chậm. Ông muốn đến cuối năm nay là hoàn thành thì tôi là thích 3 năm. Nói giỡn chơi vui thôi, chứ còn nếu mà 1 tháng sau, 2 tháng sau mà chấm dứt với phần thắng của bên nào đó thì nó tốt nhất. Hoặc là có một cái gọi là đàm phán về ngừng chiến, ký hiệp định hòa bình với cái thỏa hiệp của bên gọi thua trên chiến trường, anh phải gọi như anh phải nhượng bộ, anh phải thỏa hiệp, thì các kịch bản đấy có thể xảy ra trong có thể mùa hè, hoặc là có thể là mùa hè cuối hè cũng tôi nghĩ thế, có thể là trong tháng 5 này là có thể kết thúc chiến tranh đấy, hy vọng là như vậy. Còn nếu không thì cũng phải tháng 6, tháng 7 cũng kết thúc, còn nếu không nữa thì coi như phải có một cái thỏa hiệp nào đó, hoặc là tất cả lại vào xoay vòng với cái cuộc chiến với chiến tranh thế giới. Mà chiến tranh thế giới đáng thật là người ta mệt mỏi lắm rồi. Đấy, thì trong khi mà cái xung đột của Nga và Ukraine đang chìm xuống như thế thì Trung Quốc sẽ nhanh chóng là coi như là thu hồi Đài Loan, sẽ lại đung hoàng ở cái phía eo biển Đài Loan, cũng như có thể nói là Biển Đông cũng bị ảnh hưởng, rồi phía Hàn Quốc, Triều Tiên cũng bị ảnh hưởng, tức là sẽ chuyển thế giới sang phía bên đó, thì khả năng này rất cao. Thì bây giờ nếu mà Trung Quốc mà đánh Đài Loan thì đương nhiên là các nước kia thì nó cũng lại làm thịt, nhảy vào thịt ông Trung Quốc giống như ông Nga này. Nhưng mà ông Trung Quốc này thì không phải là dễ thịt đâu. Nên chúng ta quay lại nói, tức là bây giờ hiện nay là hai ông Putin với ông Tập Cận Bình ông thầm thì cái gì, thì chắc chắn là có đạn pháo. Đấy, như hôm qua chúng ta phân tích, đạn pháo bắn một phát tung tóe là cái này còn chả biết của Mazayin China hay là Mazayin Nga nào, không biết. Đấy, rồi có thể là xe tăng không dán mát, UAV không dán mát và các loại pháo hạng nặng. Đấy là những cái thế mạnh của Trung Quốc. Đấy, như hôm qua tôi phân tích này, coi như Trung Quốc là nó rất mạnh về lục quân. Đấy, mà lục quân là những thứ đó, những pháo bên xe tăng, rồi đạn, rồi các đạn cho bộ binh, các thậm chí kể cả áo giáp rồi mũ, các thứ rất là quan trọng. Bây giờ đánh nhau thì ra trận cũng phải có cái đấy tiêu hao hết. Đấy, làm gì mà ở như ngày thời bình thì ông còn một tuần ông giặt 2-3 lần, chứ còn ra thời chiến thì có khi ông mặc một xong lại ông vứt luôn, toàn bùn lầy với tuyết, làm gì có ai mà đi giặt đi phơi cho ông. Cho nên cái tiêu hao về cái khí hậu cần về quân trang quân dụng này có thể nó cũng rất lớn. Thì Trung Quốc cái khoản này thì nó lại rất là thế mạnh, cung cấp cho Nga những vấn đề đó. Và có thể nói rằng nhất là cái đạn thì hiện nay Nga nó cũng đang thiếu, đang gần như cả nước đang sản xuất, rồi Triều Tiên cũng cho một ít cái đạn, còn UAV thì cũng ông Iran. Nhưng mà nếu có chơi với ông Trung Quốc này thì có thể là gần như là ông còn nguyên đồ chơi, ông còn nguyên luôn. Thì bây giờ ký bán cho Nga thì bây giờ những cái là hàng phải thanh lý, thì đương nhiên phải bán rẻ rồi, hết đát, gần hết đát bán rẻ, đem hết ra đây mà đổ vào Ukraine hết, cũng giống như là các cái hàng thanh lý của bên châu Âu cũng đổ hết vào trong này. Cho nên nhiều khi bắn tịt, xe tăng mới chạy ra cái là hỏng máy. Thì hiện nay Trung Quốc có rất nhiều cái vũ khí khí tài mà nó tương thích với cái vũ khí khí tài của Nga, cũng ngay những cái quân đội biên chế nọ kia, là phiên hiệu nọ kia, tất cả tật là giống Nga hết, là hai bên giống nhau hết. Mà nên nhớ là cái biên chế của bên Trung Quốc cũng rất là chính quy,
Đấy, chứ không phải như hồi xưa quân ta một sư đoàn có khi 5.000, 6.000, chứ trung đoàn của người ta, à sư đoàn ấy, là mình có khi có 5.000 này. Thậm chí nó sư đoàn đánh nhau mà thiếu hụt rồi chết thương binh nọ kia là còn có 3.000, 5.000 này là chấm hết. Trên bên Trung Quốc, như Nga, là Mỹ là tầm 10.000 hết, một vạn quân hết. Tiểu đoàn người ta là phải là có thể 1.000 luôn, trung đoàn có thể là 3.000 đến 5.000 rồi. Đấy, thí dụ như ba trung đoàn là đã thành một sư đoàn thì nó chính cũng rất là chính quy, cho nên là tất cả cái hệ thống đạn dược trang thiết bị cũng như vậy. Cho nên cái vấn đề của Trung Quốc ông đưa sang Nga, còn đưa mà đưa bằng cách nào thì xin lỗi là quá dễ. Bên Mỹ, từ bên Mỹ, bên Canada rồi các nước khác mà còn đưa vào Ukraine được thì ủng hộ cho ông Nga với ông Trung Quốc này, nó liền nhau, nó sát nhau, đưa qua thì quá đơn giản. Bằng đường sắt cũng được, đường bộ cũng được, đường hàng không cũng được, thậm chí là kiểu vác qua rừng, qua núi cũng được. Cái đấy thì rất là đơn giản rồi, ký tá với nhau như là hai bên là vừa rồi gặp nhau là thỏa thuận rồi, cứ thế làm thôi. Đấy là vấn đề Trung Quốc tham gia vào. Và sau đó là phải quay trở lại vấn đề là nếu mà Mỹ và các nước châu Âu phương Tây mà trừng phạt Trung Quốc thì không thể trừng phạt dễ như Nga được. Bởi vì ông Nga ông cái đứng khoảng thứ 5, thứ 6 của thế giới thôi, nhưng về sau bên này ông đứng khoảng 12, 13 thế giới, trong khi là ông Trung Quốc là ông đứng thứ 2 thế giới. Đấy, nền kinh tế rất lớn mà lớn như thế, nhưng mà ngoài cái chuyện lớn ra, thí dụ như ông Mỹ ông cũng lớn, nhưng mà ông có 300 triệu dân thôi, ông này ông lớn mà ông tới 1,5 tỷ, thì quý vị như biết đây là coi như là gấp 5 lần Mỹ. Thế là Mỹ muốn bán một cái áo mưa bên Mỹ thì bán một cái có lời rồi, thì bán ở Trung Quốc là phải 5 cái. Đấy, bên Mỹ bán 2 cái, bên này đã bán được tới 10 cái. Thế nói như vậy có nghĩa là gì? Bên Mỹ bán được là 10 cái ô tô thì bên Trung Quốc là bán tới 50 cái ô tô. Đấy, bên Mỹ mà bán 1.000 cái điện thoại thì bên Trung Quốc bán tới 5.000 cái điện thoại. Cho nên là cái nhu cầu cũng như là cái nền kinh tế cũng như là rất lớn. Đấy, các cái nhu cầu về kinh tế cũng như là tiềm lực, như là các cái khả năng xuất nhập khẩu mua bán hàng hóa của Trung Quốc là nó cực kỳ lớn. Mà cái điều này là tất cả các cái doanh nghiệp nào sản xuất kinh doanh cũng rất là thèm. Anh làm ra là coi như là anh bán ở bên nội địa 100.000 chiếc không được, mà đưa qua Trung Quốc là 1 triệu chiếc là mua ngay, mua nhanh luôn. Đấy, cho nên là nếu mà cắt các cái cung ứng của Trung Quốc giống như Nga, hoặc là các cái doanh nghiệp rời hết khỏi Trung Quốc thì xin lỗi là các doanh nghiệp nó sống bằng Trung Quốc mà. Nó trả tiền cho nước ngoài là bằng tiền lấy từ ở Trung Quốc, mà bây giờ mà bỏ Trung Quốc thì họ làm gì có tiền. Đấy, cho nên nếu bóc Trung Quốc, bóc Nga một đấy, này coi như là có thể mất một, nhưng mà bóc Trung Quốc một là phải mất hai, mất ba, hay nói cái khác là lỗ. Cho nên là dọa thì cứ dọa nhau thế thôi, chứ không sợ đâu, các ông này đều không làm sợ ông nào đâu. Cho nên là đừng có dọa với Trung Quốc. Cho nên hồi xưa mà ông Donald Trump ông đây đúng nói rồi, bây giờ là lo học tiếng Trung Quốc đi, chứ Trung Quốc bây giờ nó sẽ thống trị toàn thế giới. Rồi bây giờ cũng lại nói, lại tiếp tục nói về Trung Quốc nữa, bắt tay với Nga nữa, thôi coi xong. Ông có nói là Trung Quốc và Nga bắt tay nhau, có nghĩa đấy là ngày tàn của nước Mỹ, coi như hết thời. Mỹ bây giờ nó chả phát triển, cứ lo suốt ngày, cứ gõ bao nhiêu tiền là dân góp được bao nhiêu tiền, đóng thuế là đem hết qua bên Ukraine. Cứ được bao nhiêu cái ngon góp được 1 tỷ, 2 tỷ, là 3 tỷ là cái đem hết vào Ukraine. Bây giờ tính ra là tổng cái số tiền mà bị tiêu hao tại Ukraine của Ukraine, của Mỹ và các nước châu Âu và phương Tây là 1.000 tỷ rồi. Đấy, trong vòng 1 năm, hồi xưa chiến tranh Việt Nam 1.000 tỷ đấy, nhưng mà nó là 20 mấy năm. Đấy, từ năm 54 đến năm 75 là 21 năm, mà thực tế mà coi như là đổ dồn dập vào tại Việt Nam thì từ năm 65 đến năm 75 là 10 năm, là khoảng 1.000 tỷ. Thì mà chúng ta cũng biết cái lượng mà tiêu hao tại Ukraine này nó lớn như thế nào, mà không biết bao giờ thì chiến thắng. Mà chiến thắng bây giờ này, chúng ta cứ nghe các cái câu nói của các ông lớn, các sếp nói. Tôi đơn cử đây là có 3 câu nói của ba ông. Ông thứ nhất là ông Mark Milley, tức là ông này là ông tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ đấy. Đại tướng Mark Milley, ông này thì qua mấy thời kỳ tổng thống rồi, thì ông nói là ông đã thấy rõ là chúng ta không thể thắng. Tất nhiên là nói một cách không phải rộng rãi, trong một cuộc họp nào đó của các cái giới chức quân sự phương Tây, chúng ta, tôi đã thấy không thể thắng ở Ukraine. Đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai là ông Jens Stoltenberg, tổng thư ký NATO, ông này tháng 9 là ông nghỉ hưu rồi. Thì ông cũng có nói ông này dìu ông lắm, ghê gớm lắm, coi như chết đến cùng cũng phải là chiến đến cùng.
Nhưng cái gì ấy, cái thực tế khách quan phải thừa nhận thôi. Thì ông nói có thể là bắt mút trong vài ngày tới là thất thủ. Và đến một lần nữa là đúng Zelensky. Zelensky ông cũng nói là có lẽ phải thỏa hiệp với người Nga. Câu này là ít khi mà ông để trong đầu lắm. Ông là phải chiến đến cùng. Có cái chuyện coi như là bây giờ mà muốn ngồi vào bàn đàm phán với ông là phải không phải Putin mà là phải một ông khác thì ông mới đàm phán. Rồi là tất cả lực lượng Nga phải rút khỏi hoặc đầu hàng vô điều kiện hoặc rút khỏi toàn lãnh thổ thì ông mới đàm phán. Và ông hoặc là ông phải lấy lại toàn bộ Crimea và bốn tỉnh mà Nga đã sáp nhập một cách trái phép trở về lại với Ukraine thì ông mới đàm phán. Nhưng đến bây giờ thì bắt đầu ông đã nói là có lẽ phải đàm phán với tức là cái gì thương lượng hoặc là nhượng bộ Nga. Ông mới nói cách đây một ngày đấy, cũng có thể là ông cũng gọi là ru ngủ Nga thôi để mà có một tổng phản công thật lớn. Còn nói thật với tổng gì thì tổng rồi cũng không thể thành công được, bởi vì ông ru ngủ để ông bắt đầu làm cái quả lớn thì người ta giống như là con gà hay là con lợn mà cắt tiết thì nó rống lên một cái là bắt đầu nó chết, giống như là cái đèn dầu mà coi như là trước khi tắt thì nó cũng lóe lên rồi là nó bị tắt. Thì có lẽ là cũng phải chờ cái đợt tổng phản công không thành công sắp tới của Ukraine thì lúc đấy là chính thức ngồi vào bàn đàm phán. Mà lúc đấy chưa chắc Nga đã chịu đâu, tôi nói thật. Đấy, hôm trước mà tôi nói là sẽ đưa một cái bản đồ mà coi như là Nga có thể làm việc như thế nào ngoài cái bốn tỉnh này và Crimea ra, thì chúng ta sẽ thấy là một là Kharkov bởi vì nó giáp quá gần Nga. Thứ hai cái tỉnh ven gần Kharkov đó là Dnipropetrovsk. Cái tỉnh này thì là tương đương với Donetsk bên này, còn Kharkov thì tương đương với Luhansk ở đây. Đấy, mà tiếp thêm là cái tỉnh Mykolaiv là ngang với Zaporizhia và tỉnh cuối cùng là nó Odessa, tức là ngang với lại Kherson. Thì nếu thêm bốn tỉnh này nữa thì rõ ràng là Ukraine mất biển luôn. Và coi như là hay nói cái khác là sau này mà có ký các cái hiệp định mà đình chiến ấy là phải có cái gọi là cái ranh giới mà coi như an toàn ấy, cái cự ly an toàn nên là phải cách xa nhau mà coi từ cái đường ranh giới đó thì dụ 70 km đấy là tương đương với lại pháo như năm đấy là bắn tới, tức là anh phải khu phi quân sự dạng là từ ranh giới cho đến 70 cây số hoặc 100 cây số thì nó ra tới Zhytomyr rồi nó qua tới gần như tới Lvov bên kia rồi. Ví dụ như thế thì nó tình hình nó khác, tức là cái đệm nó ví dụ như hai bên phải cách nhau về lực lượng quân sự phải cách nhau là 140 cây số hoặc 200 cây số là có một đường ở giữa, tức là 70 cộng 70 hoặc là 100 cộng 100 thì nó gọi là khu phi quân sự, tức là hoàn toàn không có quân sự về lực lượng gì ở đây và coi như hai bên có sự kiểm soát lẫn nhau. Thì lúc đấy thì phải yên tâm mà làm chứ, suốt ngày hôm nay ông lại có cái UAV, ngày mai ông lại cẩu pháo sang thì không được. Mà như chúng ta biết là ông Nga nói rồi, có những cái loại vũ khí hiện nay là coi như là thế giới nó không thể đặt tên nó là vũ khí gì đấy. Hạt nhân là chuyện nhỏ luôn, quý vị biết rồi. Cho nên là hiện nay cái ông thư ký hội đồng an ninh Nga là ông Patrushev ấy, người ta nói nếu mà ông Putin có làm sao thì ông này sẽ lên làm tổng thống ấy, nhưng mà không biết cái đấy thì chúng ta nói sao. Nếu ông này lên còn ghê hơn ông Putin ông còn nói về ông đôn hậu còn hòa bình nhân đạo, thì ông này lên là chiến, ông này lên là giống như Zelensky của Nga. Cho nên là không có hy vọng những cái chuyện đó, thì tốt nhất là trong cái thời buổi mà ông Putin còn đang làm đây thì thôi, thì mọi thứ cũng sẽ chấm dứt. Còn Mỹ với phương Tây bây giờ nó tiến thoái lưỡng nan rồi, bây giờ nếu mà chấm dứt ở đây thì bây giờ mà nói mà ủng hộ Đài Loan đánh Trung Quốc là khó lắm. Cái đề tài này chúng ta sẽ nói sau thôi. Rất là cảm ơn các bạn đã cùng với anh Dũng Vision bàn luận về thế sự. Rất mong là các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký và bấm nút chuông. Xin cảm ơn các bạn.